các bạn nha, đến của Sơn Côn, con của Sơn Côn du lịch nha. Đây là cái thép tầm hương nha các bạn. Đó, thép tầm hương này quay các bạn xem. Thép tầm hương ở Nha Trang nha các bạn. Mấy cái khách sạn đây là các bạn thấy rất là cao. Cao dở sợ các bạn. Đây là ra cái đường taxi các bạn. Trước mình đeo khẩu trang mình nói các bạn nghe không biết. Đây là nó có cái vàng đã chuẩn bị đồng cây nhạc nó về nó hát nha các bạn. Sân khấu này giờ đen cóc ha. Đường đây nãy mình quay trên đá rồi mình đi bộ xuống tới thế tầm hương các bạn. Mình đi bộ. Cân cấp mình đi bước lên cái tháp tầm hương nè các bạn. Đây là miếng biển. Mình đang đi bộ nha các bạn. Quay các bạn từ dưới đất lên trên cho các bạn coi thấy tầm hương. Rất là cao. Mình thấy đẹp không? Trồng bông mới rất là đẹp nha các bạn. Trồng bông đẹp, bây giờ về cái vườn bông kia. Vuông cắt đã tỉa những lèm kiểu cỡ rồi các bạn. Lèm thước như cái dùng đó. Đây là gớ ngầu bông, các bạn thấy bông đẹp không? Bông rất là đẹp. Hàng bông đẹp chưa?
con kịp không? Không biết là kịp luôn. Cắt chữ hoa. Chữ kia là nãy chữ hò thì khánh đây là chữ trang trang đây là cái chữ nghe nghe trang Khánh Hòa các bạn nghe trang Khánh Hòa vào một rất đẹp đây là bông thiệp nha các bạn trồng trong cái vỏ ta chưa ta móc lên không muốn đẹp luôn cái một tủ gì nó có gắn cái dặn đây nha các bạn từ này nó không bật đèn đi mà đi nó bật đèn rất là đẹp xanh đẹp không? Bạn thấy bông đẹp không? Màu đúng là đẹp. Cỏ này mình đi nó không có chết luôn các bạn. Cỏ đi nó không có chết. Đứng ở đây nó đường xét quốc lộ nha
quân là công ty Phi Chan. Nguyên mét hả? Chỗ mía biển nha các bạn. Đó anh em chị em mình tắm không? Thôi mình cũng xin các bạn tạm dừng video lại đây. Các bạn cảm thấy hay chia sẻ cho mình, đăng ký kênh cho mình. Mình chỉ có động lực làm phim hay hơn nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều nha. Bye bye.